chỉ có chị ở đây là chị làm thôi, còn hầu như ở đây không ai làm này chứ. Nhưng mà với chị á thì chị thấy là hả, bán được, người ta thích, năm nay người ta vẫn quay lại, người ta ủng hộ chị, tức là khách hàng vẫn quay lại, những cái người đã từng mua qua họ quay lại, họ đặt tiếp. Tự động của chị sẽ phải tự nâng cao mình, phải học hỏi thêm, nâng cao mình, chị coi trên cái đó, trên những cái trang mạng này, cái đó thấy cái nào đẹp, cái nào hay mình lấy về mình sử dụng, rồi mình tự theo cái sáng chế của mình. Sáng tạo và kết hợp các loại bánh kẹo, bức tết thủ công là cách mà chị Huỳnh Nguyễn Minh Khương, tiểu thương chợ Xóm Chiếu ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khách mua hàng trong những ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Càng gần những ngày của tháng 1 năm 2024, không khí mua sắm bánh kẹo, bức tết càng nhộn nhịp dần. Thế nhưng, theo nhiều tiểu thương buôn bán bánh kẹo lâu năm cho hay, năm nay có phần ảm đạm hơn, sức mua giảm so với các năm trước. Vì vậy, một số tiểu thương đã tìm cách học hỏi, sáng tạo các kiểu dáng, mẫu mã bánh kẹo mới mẻ để tăng lượng khách mua hàng. Thay vì người ta trưng những cái mâm ngũ quả nữa đó, người ta trưng thêm cái này nữa là bánh kẹo, rồi có thể cái cây vào và quà nhỏ nhỏ gì đó. Sau khi xong người ta có thể sử dụng bánh, ví dụ như bánh chocobai, bánh custard đó. Còn có người ta đặt là đặt tháp bia, tháp nước ngọt thì nó khoảng tầm là 200 mấy, 250, 270, 300, tùy theo là cái số lượng mình bỏ vào trong đó nữa. Bên cạnh sạp hàng của chị Minh Khương là sạp bánh kẹo của chị Trần Thụy Mỹ Thanh. Chị Thanh cho biết mình có kết hợp bán hàng online để tạo thêm nguồn thu nhập. Đặc biệt, chị vẫn giữ giá bình ổn để khách hàng lựa chọn các mặt hàng phù hợp với túi tiền. Tuy rằng năm nay, số lượng hàng nhập vào không nhiều so với các năm trước, nhưng chị Thanh vẫn có đầy đủ các loại bánh kẹo, bức tết cho khách lựa chọn. Đồng thời, chị Thanh chia sẻ cửa hàng của mình sẽ mở bán tới trưa ngày 30 âm lịch. Năm nay là cái gì nó cũng lên, nhưng mà bán là bán thì giữ giá chứ không lên. Ví dụ lên ít đó thì mình còn giữ, lên nhiều buộc mình phải lên. Nói chung là mong ước là Tết thì cũng như mỗi năm thôi, hàng quá thì nó đừng có lên giá nữa, đừng tăng. Giống như là công nhân cũng vậy, nhiều khi người ta muốn mua mà cuối năm người ta bị giảm biên chế rồi người ta không mua, người ta không có tiền thưởng lấy đâu ra người ta mua. Hy vọng năm nay là cũng như là mọi năm, mọi người được ăn Tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình. Bà Ứng Thị Liên, tiểu thương chợ Sĩ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù lượng khách có giảm đôi chút, tuy nhiên vẫn có một số mặt hàng sẽ cháy hàng bởi khách hàng chuộng loại bức tết này khá nhiều. Hiện tại bây giờ cô nghĩ rằng năm nay chắc 50-50 à. Mỗi năm thì đắt, với năm nay không có bằng như mỗi năm đâu. Giá cả thì nó cũng tạm ổn thôi. Chỉ có một vài mặt hàng nó hút hàng như là mứt mãng cầu á, năm nay mãng cầu tươi nó không có, thành ra năm nay mãng cầu sẽ chắc về cuối sẽ không có hàng bán. Còn những mặt hàng này á thì nói chung là nó ổn định hết. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn chung, nhiều tiểu thương vẫn hy vọng mong chờ đắt khách vào những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024.